hôm nay là ngày chủ nhật nên cái lượng khách đi Grab rất ít nha các bạn. Ngày thường là có nhân viên đi làm. Ngày thường có nhân viên đi làm, học sinh đi học. Mấy chủ nhật thì chủ yếu người ta đi chơi. Mà thường là buổi chiều, chiều là đông, đi ăn, đi chơi, đông. Ta đang đi qua quận Hồng nha. Rìa chung cư, khu chung cư này nè, để đón khách.